Ok. Ok, hôm nay chúng ta học chủ đề về đi chợ đêm. Các bạn nhớ lại nào, chủ đề số 9, số 10 là chủ đề về rau củ hoa quả. Thế thế nào, cộng với thêm chủ đề này là chủ đề đi chợ đêm, thì coi như là chúng ta có một bộ ba đi siêu thị rồi. Bộ ba đi siêu thị đi mua đồ. Thế thế nào, trong siêu thị các bạn lấy đồ giống như chỗ Lộc ấy, mình đi lấy đồ xong tới người ta tính tiền, bao nhiêu mình thanh toán có giá hết rồi. Nhưng mà đi chợ đêm thì chúng ta còn có phép gì ạ? Chúng ta trả giá đúng không? Ví dụ như đi chợ đêm thì họ nói giá bao nhiêu nhưng mà chúng ta vẫn có thể trả giá được mà đúng không? Ví dụ mua đôi dép 25 rin, 30 rin vẫn chúng ta vẫn có thể trả giá xuống. Hoặc là mua mua nhiều đồ thì chúng ta vẫn có thể là trả giá xuống. Mua quần áo chúng ta có thể trả giá được, đúng không? Thì nó giống như là cái chợ mà bên ngoài đó, là chúng ta vẫn có thể trả giá được. Chợ đêm thì trả giá chứ còn chợ bình thường thì ít ai trả giá đúng không? Đó. Rồi. Rồi, ok. Đi chợ đêm thì chúng ta có một số những cái từ vựng. Thật ra thì những cái cụm từ này các bạn cũng được học rồi đó. Những cái từ này rất là quen. Tuyền xem lại mấy video đó nha, để bổ sung vô cho cái chủ đề này nha Tuyền nha. Rồi, wrapper bao nhiêu? Hager là giá, giá cả. Wrapper Haga, Hager giá bao nhiêu? Wrapper là bao nhiêu nhé? Line in là L là khác. Line in là những cái thứ khác. Kali là lần. Lay kali là lần khác. Ví dụ mình nói là satu kali, dua kali, một lần, hai lần. À, kali cơ cơ satu lần thứ nhất, kali cơ dua lần thứ thứ hai, lay kali lần khác đúng không? In ngạch là nhớ. Chúng ta còn có một từ nữa là từ rindu cũng là nhớ. Pusin balik là quay đầu, quay lại. Cơ đai là quán. Được như nào? Cơ đai là quãng, cu răng là giảm, là ít hơn, là giảm, là thiếu đó. Tạm ba gia là không cần, đúng rồi. À, khi mình đi mua đồ thì thường thường nó có cái receipt đó. Receipt là cái phiếu tính tiền đó, cái hóa đơn tính tiền đó, thì người ta hỏi có muốn lấy hay không, thì thay vì mình bảo là tạ mau đúng không, hoặc là tạ đơn thì nó không có phù hợp lắm. Thầm vẫn hiểu nhưng mà cũng không phù hợp lắm. Ví dụ như hỏi có lấy không, kêu không muốn, nghe nó hơi nó nghe nó không được lịch sự đúng không? À, nhưng mà cái tạp ba gia là à, không cần thiết, à, không cần đâu, à, là nhìn nó nghe nó sẽ nó hợp lý hơn và nó lịch sự hơn, đúng không? Rồi chuber là thử, chuber là thử hoặc là cố gắng. À, chúng ta nhớ lại trong chủ đề số 9 chúng ta có là ăn thử chuber makan hoặc là makan chuber, bole chuber makan có thể ăn thử không? Ukuran badan, badan là body đó, ukuran là số đo cơ thể. Bayu là áo, sơ lua là quần, gaun là váy, ca sút là giày, topi là mũ, ca cha là kính. Đấy là những cái này để trong quán Lộc có hết này, áo quần thấy thấy có cả áo quần nữa các bạn, có váy ở người không biết, giày mũ kính đúng không? Gerai là gian hàng. Chúng ta có là đi chợ đêm thì chúng ta thấy những cái người ta hay dựng những cái gian hàng, người ta lắp ra đúng không? Cứ 4 là 3 rưỡi 4 giờ là thấy các cô các chú là ra là gì ạ? À, lắp mấy cái khung sắt lên đó, thì tạo thành là một cái gian hàng. Thì khi nói đến gian hàng hoặc là ở quê chúng ta hay có gian hàng lô tô đúng không? Thì thường là nó là gì ạ? Không cố định, người ta gọi gian hàng. Còn cơ đai là cửa hàng đúng không? Cửa hàng thì thường nó cố định hơn. Đúng không? Gerai và cơ đai nha các bạn nhé. Đấy, gerai là gian hàng, cơ đai là quán, là cửa hàng. Gerai electronic cửa hàng nghĩa là gian hàng điện tử đúng không? Electronics bét, bét là cái túi, bét tay ngăn, túi xách tay. Tơ ngọt à, chúng ta có ba từ đồng nghĩa nha các bạn nhé, bốn từ đồng nghĩa, ba từ đồng nghĩa. Đầu tiên là từ tơ ngọt là xem, là nhìn, mơ ly hạt là nhìn, nam pạ là thấy. Ví dụ như chúng ta nói là nhìn kìa thì chúng là mơ đi hạt sana, nhìn bên kia kìa, hoặc là tớ ngọ à cũng được, mình kêu là ê ê tớ ngọ à, nhìn đi nhìn đi, nhìn kìa đó được không? Có khi mình bảo là à mình thấy rồi, suda nampak, thấy rồi suda nampak là thấy rồi. Có khi mà chúng ta nói đi xem phim thì chúng ta chỉ dùng từ tớ ngọ thôi, tớ ngọ qua văn thôi, chả ai dùng mơ đi hạt qua văn cả. Đi nhìn phim, à, đi nampak qua văn, đi thấy phim đúng không? Nên chúng ta dùng tớ ngọ qua văn là đi đi xem phim tớ ngọ. Thế nào? Một số bạn đọc là té, té ngõ, té xong rồi ngõ, ngóc đầu về ngõ, đọc thế, tơ ngọ nha các bạn nhé, đọc là tơ ngọ. Rồi. Ok, đó là một vài từ nó liên quan thôi, còn lại thì những cái cụm từ trước đây chúng ta từng học rồi.
À, đúng không? Trước đây chúng ta cũng có nhiều cụm từ chúng ta từng học rồi. Để chúng ta bổ sung thêm một vài từ nữa để cho cái chủ đề mà đi chợ đêm này, à, liên quan đến chợ đêm nhé. Rồi. Ok, rồi xin mời đọc bài nhé. À, mỗi một bạn đọc lướt qua một lần nha. À, Kim Miến à, xin mời Kim Miến đọc bài nào. Dạ. Ừ. Prapa hanger, prapa lain, lain kali, in ngạc, bu xin ba lệ, kurai, kuran, tapaya, chupa, uburan baran, baju, solo, gaun, kasut, topi, kaca, gerai, gerai, elektronik, bếp tông ngan, tông ngọt, melihat, nam bạch, tân ngọt qua da. Rồi, ok, xin cảm ơn Kim Yến. À, mời Bắp nào, Bắp đọc bài nào. Dạ. Paraba paraba lain kali ingat pusin palek kedai kurang tapaya cuba ukuran padan baju selo raun kasut tepi cakep kaca gerai Kaca ya kaca kaca gerai gerai elektronik pet tangan tengah melihat nampak tengah wayang ở đọc lúc nào năm bắc ya nampak và tơ ngọt. tengah wayang. Rồi, ok, tơ ngọt quá dạng. Rồi, xin cảm ơn Bắp nha. Xin mời Cathy nè, Hồng Cúc nè, Cathy chọn. Ok thầy. Berapa harga? Berapa lain kali ingat busin Bali kedai kurang tak baja cupa urukan badan baju seluar gaun kasut topi kaca gerai gerai elektronik bed tangan tengah melihat nampak tengah wajah. Ok, xin cảm ơn Cathy. Xin mời Linda, Linda đọc. Ya. Rồi, xin mời. Berapa berapa lain kali ingat musim balik kedai kurang tabaya cuba ukuran badan baju seluar, gaun, kasut, topi, kaca, gerai, gerai, elektronik, bed tangan, tengok, melihat, nampak, tengok wayang. Ok, xin cảm ơn Linda. Xin mời Tuyền nào. À, berapa hara, berapa lain kali ingat musik balai kedai kurang tak bayar cupak kurang ba ban 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 yang bayu glock gaun kasut tepi kaca ke gerai gerai Gerai, đọc lại gerai. gerai gerai electronics pet tangan tengok melihat nampak tengok ra wayang. Rồi, ok, xin cảm ơn Tuyền. Lộc đi, Lộc đọc lại nào. Lộc. Berapa harga? Berapa lain kali ingat pusing balik kedai kurang tak bayar cuba ukuran badan baju seluar gaun kasut tepi kaca gerai gerai elektronik tanggang tengok melihat nampak tengok wayang. Ok, xin cảm ơn Lộc. Tini nè, xin mời Tini. Dạ, yeah, ok thầy. Berapa harga? Berapa lain kali ingat pusing balik
gerai kurang tak payah cuba ukuran badan baju seluar gaun kasut topi kaca gerai gerai elektronik bed tangan tengok melihat nampak tengok wayang. Rồi, ok, xin cảm ơn Tini. Nhẫn nè. Em đọc thầy. Rapa haru. Rapa lain kali ingat pusing balik kedai kurang tak payah coba coba ukarang badan baju seluruh raut kasut topi kaca gerai gerai elektronik pet tangan tengok melihat tengok wayang phát thải. Rồi, ok, cảm ơn Nhẫn. Nhi là xin mời Nhi đọc bài. Dạ thầy. Berapa hara? Berapa? Lem kali ingat busin balik ka kedai kurang tak bayar kupa akuran bayan bayu bayan bayu seluar gaun kasut topi kaca gergai gergai elektronik bed tangan tengok melihat nampak tengok wajah. Dạ rồi. Cảm ơn nha, đọc là tơ ngọc. Các bạn chú ý luôn cái từ này, để thấy nãy giờ các bạn đọc bị sai rồi. Cái từ ba lệ đấy, pusim ba lệ chứ không phải đọc ba lít nha. Ba lệ. Ba Nhi lệ là nó về đấy. sai chữ chu bơ nữa thầy. Cu ba chu bơ. Chu bơ nhá. Mà lại không có cu đâu, nên là Dạ thầy. không ca nhá. Dạ. Nhi Nhi mới vào chưa, chắc mà mới qua Mã Lai đúng không? Dạ. Nhi qua Mã Lai lâu chưa? Em đang ở Việt Nam thầy ơi, tại em thầy để 9 giờ gửi mà em quên bây giờ bệnh em đang ở Việt Nam nên vô hơi trễ. Đúng rồi, ở Việt Nam thì không biết rồi, đúng rồi. Ok, cho qua nha. Dạ. Rồi. Ok, còn ai chưa đọc Mỹ mới đọc được không? Không được đúng không? Rồi, đúng rồi. Rồi, có một vài từ vựng nữa thôi, các bạn cố gắng học thuộc mấy từ này đi, mấy từ này chỉ đọc quá mà đúng không? Rồi, đây chúng ta có thêm những cái câu giao tiếp này thông thường này. Đúng hơn là một cái buổi hội thoại giữa bạn Nhung với bạn Rebecca đi mua đồ này. Chúng ta có này, rambutan 1 kg prapa ringgit, chung cho 1 ký bao nhiêu tiền hoặc bao nhiêu ringgit đấy? 1 kg 3 ringgit 50 sen, tức là 3 rin 50 sen. Người ta cũng có thể nói một cách khác là tiger sơ tân nga đúng không, tiger sơ tân nga là 3 rưỡi đúng không, ba đồng rưỡi đó. Kalau nếu kalau hoặc là jika nhé, 3 kg 10 ringgit sahaja, sahaja là chỉ là thôi đó, only đấy trong tiếng Anh đấy. Nếu mà 3 kg thì chỉ 10 rin thôi, yang saya ambil hoặc là saya ambil 3 kg, vậy thì tôi lấy 3 kg. Dùng Kita pergi sana tengok baju. Nào đi qua bên kia xem. Xem quần áo đi. Gaun ini ada size S ta. Chúng ta có từ size ấy. Trong tiếng Anh nó là size đúng không? Thì trong tiếng Mạng nó là size. Đọc là size thì ghi là size. Có chữ Z đằng sau nữa. Ada size S ta. Đọc thì sao cũng được hết. Ghi thì chúng ta ghi tiếng Anh hay là tiếng Mạng thì đó cũng được. Ada size S ta. Váy này có cỡ S không? Ada awak nak cuba tak? Nhớ nha Nhi nha, cuba nha. Đấy. Awak nak cuba tak? Cuba là thử đó các bạn. Bạn có muốn thử không? Đấy. Ngoài ra nó còn có nghĩa là cố gắng nữa đúng không? Đấy. Tak bayar là không cần thiết đâu. Không cần đâu, không cần thiết đâu. Và rapper hàng giá bao nhiêu tiền? Gaun ini 50 ringgit, váy này 50 rin. Rebecca, awak rasa yang ini harga berapa? Tolong saya tawaran hoặc là discount. Tawaran là trả giá, discount là giảm giá.
Rebecca, bạn bạn cảm thấy hoặc là bạn bạn nghĩ là cái váy này bao nhiêu, giá bao nhiêu, giúp tôi giúp mình trả giá hoặc là giúp mình giảm giá với. Rebecca này, cả Mahala, chúng ta có từ Maha là mắc, Mura là rẻ, trong chủ đề số 10 chúng ta học rồi đúng không, cầm từ đối lập. Mura và Maha rẻ, mắc, Maha là mắc, chị ơi mắc quá, hoặc là chị ơi đắt. Tiga puluh ringgit boleh ka, tiga puluh boleh ka là 30 ringgit có được không, có thể không. Boleh lah, được thôi. Awak perangan pertama hari ini, perangan pertama là khách mở hàng các bạn. Đấy, khách đầu tiên là khách mở hàng đó. Perangan là customer đó, pertama hari ini. Ok, cái chữ này thầy ghi là hari ini. Thực ra trong quá trình người ta đọc thì người ta hay đọc nối là hari ni, hari tu, còn khi chúng ta ghi cho đúng chính tả thì chúng ta sẽ ghi là hari ini, hari itu nhé. Người Mã Lai họ hay nói nhanh, họ nói ghép lại hari ni, hari tu. Terima kasih banyak banyak, xin cảm ơn rất nhiều. Nasib baik Anda hoặc là nasib baik kamu, chúc các bạn may mắn. Terima kasih kawan-kawan, lain kali datang lagi giờ. Lần khác đến nữa nhé, đúng không? Đó, Lộc bán hàng có kêu lain kali đa tăng la ghi không? Hay là thích thì mày đến, không thì thôi. Không mày ơi, Đấy. Thì bán hàng thôi thì chỉ có tính tiền thôi mà, ai đến đến, ai mua mua, ai tới tính tiền thì tính tiền thôi, đúng không? Scan em mã. mình chỉ tính tiền Thanh Kiều hoặc là Ti Makase là rồi. Đó, thì thường là đó, nhưng mà lain kali đa tăng la ghi thì là lần khác đến nữa nhé, đúng không? Đấy. Rồi. Ok, thì đấy là cái phần mua hàng của bạn Nhung với bạn Rebecca. Đúng không? Chúng ta có cụm từ tawaran là trả giá, còn discount là giảm giá. Giảm đó, giảm giá đó. Cái từ tuy Makase ba nhã đó là nasi na na xí hay na gì hay Nasib, tạo là nasib bay. Nasib bay na là chúc may mắn đó. Good luck đó. à Good luck. na Chúng ta còn một từ nữa chúc may mắn là selamat berjaya. Selamat berjaya là chúc may mắn. Còn cái từ nasib baik kamu này á, là chúc các bạn may mắn đấy. Được chưa nào? Nó cũng đồng nghĩa với từ đó. Được chưa nào? Rồi, ok, xin mời bắt cặp đọc bài nhé. Mọi người đọc một câu. Được chưa nào? Xin mời... em mày ơi, Rồi, Lộc đi. Lộc với Nhẫn đi. Xin mời Lộc với Nhẫn. Lộc Em Hamid đọc tên thầy, ai được, ai trước cũng được, sao cũng đọc đi Lộc. Em đọc trước à? Gambutan satu kg Satu kilo tiga lingit, lima puluh sen. Kalau 3 kg 10 ringgit, ta harga Giang sẽ satu ambil 3 kg, 3 kg. John kita pergi sana sana tengok baju. Gaun ini ada size eta. Ada awan nak supaya kak Apa jalan berbahagia? ya gaun ini 50 ringgit. Chị tên gì quên, nhăn trần hả? Nhăn trần a quả ga sơ giang ini hager bơ bơ tô long sa dơ ta qua gan la. Cha mahala mahala 30 boleh kak. Bolehlah awak pelanggan pertama hari ini. Terima kasih banyak banyak Banyak, nasi pak banyak 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 đọc bài nào, banyak. banyak lah cười. Nasi pai anda. Đâu. Terima kasih kawan-kawan. Lain kali datang lagi ya.
Hết thầy. Rồi, ok, xin cảm ơn hai bạn. Rồi, xin mời Nhi nè, Nhi với Tini nè, xin Dạ. mời. 2 kg tiga ringgit lima pun hả? Câu đầu tiên ở trên này này, ở trên này. Dạ. Rambuta 1 kg berapa ringgit? 1 kg 1 kg tiga ringgit 50 sen. Kalau 3 kg 10 ringgit sahaja. Yang saya ambil 3 kg. Jom kita pergi sana tengok baju. Gaun ini ada saiz S tak? Ada awak nak cuba tak? Tak. Bayarlah. Berapa harga? Gaun ini RM50. Rebika, awak rasa yang ini harga berapa? Tolong saya tawankan lah. Kak, mahal lah. 30 bolehkah? Bolehlah awak belanjakan pertama hari ni. Terima kasih banyak-banyak nasib Pak Anda. Terima kasih kawan-kawan. Lain kali data lagi ya. Rồi, ok, xin cảm ơn hai bạn. Rồi, xin mời Tuyền nào. Tuyền với lại Linda nào, xin mời. Trời, trời cho em học với chị nào đi. Chị nào? Chị Thì Linda giỏi quá. đó thì đọc với chị Linda giỏi cho em giỏi theo, xin mời. Ai mà nay nó đọc mà. Chị Linda đọc trước đi. Ok. Dạ. Rambutan selu 1 kilo berapa ringgit? Satu kilo tiga ringgit 50 sen. Kalau tiga ít tình đã phát nghe chị. Dạ đọc lại đi chị. Em nhìn lộn chữ. Lại chị lặp lại chị. Rambutan 1 kilo berapa ringgit? 1 kilo 3 ringgit 50 sen. Kalau 3 kilogram 10 ringgit Sahara. Từ từ đọc, không có đâu, không có gì đâu mà phải vội. Xin mời. 1 kilo. Ui. Sa Rồi. tu kilo sa Xong sa rồi. Không, cái phần đó khỏi đọc chị. Phần đó xong Cái rồi. hàng. Ừ. Ok. Tiếp, xin mời Linda. Yang saya ambil 3 kg. Jom kita pergi sana tengok baju. Gaun ini ada saiz tak? Ada, awak nak ada awak nak cuba tak? Tak payahlah. Berapa harga? Gaun. Gaun ini 50 ringgit. Rebecca, awak rasa yang ini harga berapa? Tolong saya tawanlah lah. Kakak, mahal lah. 30 boleh, kakak? Bolehlah awak pelanggan pertama hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Nasib baik ada. Terima kasih cawan-cawan, lain kali datang lagi ya. Được. Okay. Ok, kawan nha, không phải chawan. Kawan. Thầy, Ừ. cái từ mà ga xa, cái từ awa ga xa yang ini hara proper là ga xa là cái gì vậy thầy? Ra sao là hương là cảm cảm nhận hương vị hoặc là cảm thấy bạn cảm thấy là cái bạn cảm nhận là cái giá này bao nhiêu cái view vậy. Có Ngoài khi ra cái nó còn từ có nghĩa, ngoài ra nó còn có nghĩa là hương vị nữa. Được chưa nào, có hai nghĩa. nó có nghĩa là bạn cảm thấy hay là Đúng sao rồi, thầy? bạn cảm thấy đó, đúng rồi đó, chính xác, bạn cảm Là nhận đó. À, cảm thấy.
Gaza ini hara barber là bạn cảm thấy Cái này giá bao nhiêu kiểu như vậy. cảm thấy ok, Rồi, thank tiếp you thầy. theo. Rồi, ok. Tiếp theo, xin mời Kim Yến nào. Kim Yến với ai nhỉ? Ai chưa đọc? Em thầy. Kim Yến với Bắp này. Hình như còn có Hồng Cúc rồi nữa đúng không? Rồi. Rồi, Kim Yến. Em đọc trước không? Dạ em đọc trước. Rambutan 1 kg berapa ringgit? 1 kg 3 ringgit 50 sen. Kalau 3 kg 10 ringgit sahaja. Yang saya ambil 3 kg. Jom kita pergi sana tengok baju. Gaun ini saya tak. Ada saya tak boleh. Ada saya tak. Ada awak nak cuba tak? Tak payahlah, berapa hanga? Gaun ini RM50. Rebecca, awak rasa yang ini berapa hanga? Tolong saya tawarkanlah. Kak mahal 30 boleh kak? Bolehlah, awak berangan berteman hari ini. Terima kasih banyak-banyak nasib baik kamu. Terima kasih kawan-kawan. Lain kali datang lagi ya. Rồi, ok, xin cảm ơn Kim Yến. Và Bắp, còn Hồng Cúc nữa. Ai đọc với Hồng Cúc nào? Xin mời. Hồng Cúc đúng không? Còn Hồng Cúc chưa Dạ đọc. con thầy. À. Em. Rồi, xin mời. À, đọc trước thầy. Ai đọc thương được Cúc đọc trước đi. Rambutan 1 kg Satu kilo 3 ringgit 50 sen. Kalau tiga kilo rem 10 ringgit sahaja. yang saya ambil 3 kg. Jom kita pergi sana tengok baju. Gaun ini ada style extra. Ada awan nak cuba tak? Tak bayarlah. Berapa harga? Gaun ini RM50. Rebecca, awas rasa yang ini harga berapa? Tolong saya tawaranlah. Kak, malah mahal lah. 30 boleh kak? Bolehlah. Awak berlangan pertama hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Nasib baik Anda. Terima kasih kawan-kawan, lain kali datang lagi ya. Rồi, ok. Sama thầy. Rồi, xin cảm ơn các bạn. Rồi, các bạn về nhà đọc thêm một hai lần nữa để cho lưu loát nhé. Ok, chúng ta có thêm một cái phần bên dưới này nữa. Có thêm bài tập ứng dụng ở đây nữa ha. Rồi. Ok, chúng ta cùng nhau làm bài tập cái này nhé. Chúng ta có này. Cái này lên đã. Rồi. Giá bao nhiêu nữa sao ạ? Berapa? Bao nhiêu? Giá bao nhiêu Berapa? vậy? Giá bao Berapa nhiêu? harga? Berapa? Đúng Harga rồi. berapa? Harga berapa hoặc là Rồi. berapa harga cũng được ha. Berapa harga đều được. Rồi tất cả bao nhiêu tiền nữa sao? Tất cả là gì? Semua berapa? Semua Semua berapa duit? berapa duit? berapa berapa gì? Ringgit cũng được mà đu ít cũng được đúng không ạ? Hoặc là quăng cũng được, bao nhiêu tiền? Semua berapa ringgit? Semua berapa ruis? Bao nhiêu tiền? Tất cả bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua thịt bò hoặc là thịt dê, chúng ta nói sao? Saya Saya nak mahu beli beli daging lembu. Saja mana hoặc là saya mau beli Saya gì? mau Daging beli gì? daging kambing. Lembu hoặc là cam. Lembu. Cam binh đúng không? Dê hoặc là bò, bò hoặc dê. Bán cho tôi hoặc là cho tôi 2 kg thịt bò và 1 kg thịt dê, chúng nói sao ạ? Bagi Bán saja là vua đấy. 1 kg. Vua Dua.
Untuk hoặc là bagi chúng ta đều có thể sử dụng được. use Untuk saja saya 2 2 kg kg 2 kg 2 kg daging daging lembu lembu dan dan 1 satu kg dan daging satu kan kambing đúng không? Đó. kambing kambing. Đúng rồi. Bạn có bán cá tươi không nói sao? Ada 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 ikan jua sega ikan tak? sega vâng, tak. ada jua ikan segata. Awak ada juga ikan segata. Tôi nghĩ giá mắc quá. Đấy, cái từ nghĩ hoặc là từ ra sơ đó cũng được này. Đó. Saya rasa Bây giờ Vicky giá giá là Piki hoặc ra harga sơ đúng không? Đấy, saya ra. Vicky Giá mắc quá. Sao? giá mắc không harga biết harga mắc saya mắc à, mahal mắc là sao mắc mahal mà đúng rồi, hai cơ sang ngắt má mahal 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 ma l ha đúng không, ma hai l saya saya pikir harga sangat mahal. ừ đúng rồi chính xác, nó sẽ nói như vậy. Bạn có thể giảm giá một chút không? Đấy. Có thể giảm giá một chút không cho nó nói sao ạ? Bô lê Bô cô lê răng. cù Đúng rồi, bô lê curang ha, bô lê Răng. curang sikit một chút hoặc là sơ đi kít cũng được. Discount. À. Circuit. Circuit. Bô Hager. lê tặng. Bây giờ mình nói gì là giá có thể giảm, chúng ta mình có thể dùng từ Hager đầu tiên ha. Hager bô lê curang sơ đi kít tạ. Hoặc là Hager bô lê discount tạ, đúng không? Hager bô lê gì? Đi cao ta. Discount un Đi tạ. cao, đi cao, đi cao ta. Discount đấy, đó, thông tin ăn là discount đấy. Tôi lấy 3 kg xoài nói sao? Tại giờ mau. Sao Không, giờ không, lấy mà. ăn Ăn biêu. Tại giờ ăn biêu biêu. đúng rồi. Ăn biêu. Đi 3 kg kg măng măng. tôi lấy mà đúng không? Lấy thì phải là ăn biêu Tại mới. giờ ăn biêu. Sợ. Bạn còn mua thêm gì nữa? Hoặc nạp bơ lê lagi ta À, nạp bơ ly lagi upper à. Mua bơ gì mà đúng không, lagi upper upper lagi à tu ta à, nạp bơ ly lagi upper ta à tu ta à không có nạp tả lagi upper thôi được rồi, lagi upper upper bơ ly lagi upper. ừ. Khoai tây và tomato à, sorry, khoai tây và cà chua mỗi thứ 10 rin. Cân tăng đan gì? Tô Tomato. Tomato. rồi, ở đây chúng ta có hai từ có thể dùng được, sơ ba rang hoặc là sơ sơ tiếp ba Yeah. rang. Yeah. Sơ tiệm. Sơ tiếp là mỗi đấy, sơ tiếp ba rang 10 ringgit. Tập Rồi, các bạn sửa cái này vào trong bài tập của các bạn nhé. Đó. Sửa này vào bài tập bên nhà. Ghi vào trong sách nha, ghi vào trong vở. Nhớ lại nhé, 10 câu giao tiếp còn với thêm chủ đề số 9, số 10 nữa, chúng ta có thêm cỡ khoảng trung bình có, rồi còn với thêm hội thoại đồ này kia nữa thì rơi vào tầm khoảng 40 câu giao tiếp. Thế thì từ nay mà đi siêu thị, mà đi mua rau củ hoa quả, rồi đi mua trái cây, rồi đi mua đồ dùng trong gia đình, đi quán ăn đồ này kia là chúng ta đi được hết rồi đúng không? Nếu mà nói ra đường là bây giờ là dư sức rồi đúng không? Đi chợ đêm các thứ. Yeah. Đi phòng khám. À đâu, chưa 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 học phòng khám. Thì ý là bắt đầu từ từ cái chủ đề này trở về trước á, là chúng ta có thể đi đi quán ăn này, đi ăn quán ở ra ngoài, đi quán ăn này, đi siêu thị này, siêu thị để mua rau củ quả này, mua cá này, đúng không? À, gọi là đi chợ. Rồi à, đi siêu thị, rồi đi chợ, có đi chợ đêm, đúng không? Chợ sáng, chợ đêm, chợ chiều vân vân đó, đại khái là như vậy. Thì nó quanh đi quẩn lại vẫn là những cái câu này thôi mà các bạn xem, quanh đi quẩn lại vẫn là những cái câu này thôi. Mình muốn mua cái này, mình muốn mua cái kia, ở đây có bán cái này, ở đây có bán cái kia không, vân vân. Rồi là bao nhiêu tiền đúng không, rồi có thể giảm giá, có thể discount hoặc là có thể khu răng không đúng không, đó rồi là vân vân. Rồi ví dụ mình đi mua hoa quả thì mình hỏi xem là
Nho có ngọt không, cam có chua không, dưa hấu có đỏ không, đúng không? Dưa hấu ruột đỏ hay dưa hấu ruột vàng đấy, vân vân đó. Được không? Thì đó là bộ ba những cái cụm từ, những cái chủ đề để chúng ta có thể là đi siêu thị đó. Rồi còn lại áp dụng nó vào trong cuộc sống của các bạn đi siêu thị, đúng không? Áp dụng nó vào trong cuộc sống của các bạn đi siêu thị đi. Các bạn đi những cái siêu thị như là Aeon Concept, NSK hoặc là những cái siêu thị như Mini Market đó, những cái siêu thị nhỏ nhỏ đó thì chúng ta sẽ thấy được đó. Có thể có cơ hội thì các bạn có thể là đi giao tiếp nhá. Rồi đây sẽ là những cái tài liệu để cho các bạn tham khảo, đúng không? Rồi vân vân. Rồi ok, đó là chủ đề của ngày hôm nay nhé. Đó, ok. Okay, từ lấy còn ngoài ra âm biêu còn từ nào khác nữa không thầy? Tôi muốn lấy ăn biêu, ăn cặp, ăn cặp cộng Ăn đường cắt, ăn cắt, à, ăn cặp ăn. cộng đường, ăn cặp cũng là lấy đó. Ừ. Ăn cặp ba rang cũng được, ăn cặp ăn bệ ba rang cũng được, thế nào? Âm biêu dễ đọc mà. Ừ. Ok rồi, có gì hỏi Đấy. thì